Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 12, bản tin thời sự cuối cùng của năm 2020 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tuyên dương gương điển hình ngành giáo dục khuyến học khuyến tài. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành thăm một số cơ quan đơn vị nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2021. Nỗ lực hoàn thành cao nhất thu ngân sách nhà nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương gương điển hình ngành giáo dục, phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tiếp nhận quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh. Đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố. Thực hiện đề án số 89 của Chính phủ về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, người dân về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hiện nay, toàn tỉnh có 137 trung tâm học tập cộng đồng, trên 200.000 gia đình học tập, hơn 1.400 dòng họ, 937 cộng đồng học tập cấp thôn, bản, tổ dân phố. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội học tập, mong muốn đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Kế tục và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc đã nỗ lực để chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, làm tốt công tác khuyến học khuyến tài. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước hội nhập quốc tế, sự bùng nổ của công nghệ số đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải thay đổi để đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị cả hệ thống chính trị, nhất là ngành giáo dục và hội khuyến học các cấp trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt một trong năm nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, ngành giáo dục đào tạo, hội khuyến học các cấp phát huy những kết quả đã đạt được, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời lưu ý một số vấn đề như sau. Trước hết, đối với ngành giáo dục đào tạo, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, trong đó tập trung vào chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục tham mưu các cơ chế chính sách của tỉnh nhằm tạo động lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục, nhất là những nội dung đã được kết luận tại hội nghị đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với cán bộ quản lý ngành giáo dục trong tháng 10 vừa qua. Coi trọng việc phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp, phấn đấu có nhiều nhà quản lý giỏi, nhiều giáo viên giỏi, không chỉ cho ngành giáo dục mà còn là nguồn cán bộ cho các cơ quan đảng, chính quyền, các cấp. Giáo viên và học sinh Vĩnh Phúc phải là những người tiêu biểu của đạo đức, lối sống, văn minh, thanh lịch. Mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Mỗi cán bộ, đảng viên phải noi gương tinh thần học tập suốt đời của Bác Hồ, gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để phấn đấu xây dựng mỗi chi bộ là một đơn vị học tập, trở thành hạt nhân trong xây dựng xã hội học tập ở cơ sở. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho bà Trần Thị Tân, nguyên hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Viết Xuân, và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Phạm Thị Hòa, hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Viết Xuân, huyện Vĩnh Tường. Nhiều tập thể cá nhân đã được nhận cờ thi đua bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020 và phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ngay sau lễ tuyên dương, Hội khuyến học khuyến tài tỉnh đã tiếp nhận tài trợ của Công ty Cổ phần Him Lam ủng hộ 10 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà ủng hộ 10 tỷ đồng, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Dicop 10 tỷ đồng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ủng hộ 10 tỷ đồng, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ủng hộ 5 tỷ đồng, Cụ Nguyễn Thị Lật, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường ủng hộ 5 tỷ đồng, Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng và nhiều doanh nghiệp tổ chức cá nhân khác đã ủng hộ Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cảm ơn sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đào tạo, công tác khuyến học khuyến tài. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành mong muốn trong thời gian tới, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tiếp tục ủng hộ cho Quỹ khuyến học khuyến tài, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh ngày càng phát triển. Chiều nay, chiều cuối cùng của năm 2020, chuẩn bị bước sang năm mới 2021, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm, động viên một số cơ quan đơn vị. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Đến thăm các đơn vị trong nhóm kinh tế tổng hợp gồm Sở Tài chính, Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với nỗ lực cố gắng, sự đoàn kết đồng lòng, Vĩnh Phúc đã vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù một số chỉ tiêu không đạt, nhưng năm 2020 vẫn là năm thành công nhất của tỉnh. Vĩnh Phúc đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Kết thúc năm 2020, tổng thu ngân sách của tỉnh vẫn đạt 33.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 27.800 tỷ đồng. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các đơn vị trong nhóm kinh tế tổng hợp. Chuẩn bị chào đón năm mới 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, các cơ quan, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh một năm mới nhiều thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính, ngân sách được giao, phục vụ kịp thời cho sự phát triển của Vĩnh Phúc. Sáng nay, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12 của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu công tác dân vận cần tập trung nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa nghị quyết đại hội về công tác dân vận. Các cơ quan nhà nước chú trọng công tác dân vận, nhất là công tác dân vận từ phía chính quyền, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo pháp luật. Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu công tác dân vận phải đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền vận động nhân dân sát với thực tiễn, có tính thuyết phục cao, phù hợp với điều kiện phát triển, trình độ dân trí, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, công tác dân vận đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, qua đó tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng bộ hiệu quả hơn trong công tác dân vận. Công tác dân vận tuyên truyền được tiếp tục đổi mới, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sáng nay tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đại diện các bộ ban ngành đoàn thể Trung ương, các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí, các cơ quan chủ quản báo chí Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành phố. Dự hội nghị về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2020, công tác báo chí đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, thể hiện sự đổi mới rõ nét về chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nội dung thông tin, quản lý nhà nước, kịp thời đưa tin chính xác về các sự kiện lớn của đất nước, định hướng dư luận xã hội. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu,
các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ và định hướng tư tưởng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước với hoạt động báo chí, đảm bảo các cơ quan báo, tạp chí hoạt động đúng tôn chỉ, chức năng, nhiệm vụ; khẩn trương hoàn thiện quy hoạch báo chí đến năm 2025; chủ động thông tin để phản ánh kịp thời, chính xác, khách quan các vấn đề xã hội; tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật về quản lý báo chí không còn phù hợp. Các cấp ủy đảng, cơ quan chủ quản báo chí cần nâng cao vai trò quản lý hoạt động báo chí cũng như giáo dục đào tạo về tư tưởng đối với đội ngũ làm báo. Nhận diện đánh giá đúng để có biện pháp khắc phục, hạn chế tình trạng báo hóa tạp chí và báo cáo hóa báo chí. Tính đến nay, cả nước có 779 cơ quan báo chí, trong đó có 142 báo, 612 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập. Có hai đơn vị đã chuyển đổi sang mô hình tòa soạn hội tụ là Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Năm 2020, sự phát triển mạnh mẽ truyền thông xã hội trên không gian mạng cùng những khó khăn của kinh tế, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, số lượng phát hành và quảng cáo giảm mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế báo chí. Giải quyết dứt điểm những tồn tại về đất đai, tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên khoáng sản là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sáng nay. Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020. Tính đến nay, toàn tỉnh đã cấp được gần 50.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Giao được trên 124 hecta đất dịch vụ. Toàn tỉnh đã xử lý giải quyết trên 2.100 trường hợp vi phạm đất đai, thực hiện dồn điền đổi thửa được trên 2.600 hecta trên địa bàn 19 xã của 5 huyện, trong đó đã giao cho hộ gia đình, cá nhân được trên 1.400 hecta. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2021 phải thành lập tổ công tác chủ động phối hợp với các huyện, thành phố để thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các huyện giải quyết dứt điểm những tồn tại về đất đai, tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, xây dựng đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận lần đầu liên quan đến công tác thu hồi đất. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm soát chặt chẽ công tác khai thác khoáng sản, thực hiện đóng cửa mỏ với những mỏ đã hết hạn. Thưa quý vị và các bạn, Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 trong bối cảnh vô vàn khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Song bằng sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn thể đội ngũ cán bộ công chức ngành thuế, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 vẫn đạt được những kết quả hết sức khả quan. Năm 2020, Chi cục thuế khu vực Tam Đảo đạt số thu ngân sách gần 700 tỷ đồng, đạt trên 300% dự toán cục thuế tỉnh giao. Đây là kết quả rất cao khi cơ cấu kinh tế của địa bàn huyện Tam Đảo phụ thuộc chủ yếu vào ngành dịch vụ du lịch, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 trong một năm qua. Với cái huyện Tam Đảo là phát triển theo cái mô hình du lịch dịch vụ với hai cái khu nghỉ mát là Tam Đảo và khu du lịch tâm linh ở Tây Thiên. Nhưng mà trong cái năm vừa qua là do cái dịch COVID không có khách, hầu như không có khách đến, dẫn đến cái kinh tế rồi cái giao dịch mua bán nó cũng bị chậm, ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách của nước. Vượt 70% dự toán cục thuế tỉnh giao với tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 800 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ là những kết quả mà Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên đạt được trong năm 2020. Đây là động lực rất lớn để đơn vị quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước trong năm 2021. Tôi sẽ tranh thủ cái sự ủng hộ, sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các ủng hộ của các ủy ban các phường xã, các ngành liên quan. Giải pháp thứ hai tức là tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện
ngăn chặn xử lý những cái hành vi lợi dụng kẽ hở của pháp luật, trốn thuế, tăng thu ngân sách cho nhà nước. Giải pháp thứ ba tức là quyết liệt quản lý tốt các khoản nợ động thuế và nợ động từ trước đến nay. Cái giải pháp thứ tư là tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, nâng cao cái năng lực của cán bộ công chức ngành thuế. Mặc dù các chi cục thuế trên địa bàn cơ bản đạt và vượt dự toán cục thuế tỉnh giao trong năm 2020, song do thu ngân sách nhà nước của tỉnh phụ thuộc chính vào nguồn thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chính vì vậy, trong một năm, nền kinh tế chịu ảnh hưởng rất lớn bởi dịch COVID-19, việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là rất khó khăn. Xác định được khó khăn, ngay từ đầu năm, ngành thuế tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện hiệu quả công tác thanh kiểm tra thuế, đặc biệt là công tác thanh tra giá chuyển nhượng, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành thuế và tăng cường công tác quản lý, cưỡng chế nợ thuế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt 33.000 tỷ đồng, bằng 92,5% dự toán. Trong đó, thu nội địa trên 27.800 tỷ đồng đạt 94,7% dự toán pháp lệnh và bằng 89,8% so cùng kỳ. Thu từ hải quan đạt gần 7.400 tỷ đồng, tăng 12,98% dự toán. Nhiều chỉ tiêu thu của ngành thuế tỉnh đều đạt và vượt dự toán, trong đó thu thuế ngoài quốc doanh đạt cao nhất từ trước đến nay. Năm 2021 sẽ còn rất nhiều khó khăn ở phía trước. Chúng tôi cũng mong rằng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt khó và ngành thuế tỉnh Vĩnh Phúc sẽ luôn luôn đồng hành sát cánh với doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách thuế năm 2021. Nhân dịp năm mới 2021 và Xuân Tân Sửu, thay mặt những người làm công tác thuế tỉnh Vĩnh Phúc xin gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng năm mới đến tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các sở ngành, ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là gửi lời chúc đến cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trọng cảm ơn. Năm 2021, Vĩnh Phúc đặt ra mục tiêu tổng thu ngân sách đạt 30,7 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 27,1 nghìn tỷ đồng. Đây là năm đầu thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025, do đó việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa của toàn thể cán bộ công chức ngành thuế. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2020, một năm đầy ắp những sự kiện và cả những khó khăn thách thức phải vượt qua. Trong bản tin thời sự cuối cùng của năm, chúng tôi mời quý vị cùng điểm lại 10 sự kiện đáng chú ý nhất trong năm do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc bình chọn. Vĩnh Phúc là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 năm 2020. Đại hội đã xác định 3 đột phá chiến lược, đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của cả nước. Có kết cấu hạ tầng đô thị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025. Đại hội đã lựa chọn bầu được các đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 có trí tuệ, tư duy đổi mới, đủ sức lãnh đạo thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội, sớm hiện thực hóa Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Ngày 1 tháng 2 năm 2020, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Trải qua 90 mùa xuân có Đảng, 70 năm thành lập tỉnh, đặc biệt là hơn 20 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc luôn đi đầu trong đổi mới, trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và thu hút đầu tư. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng bình quân 13,9% một năm, tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2020 đạt trên 102 triệu đồng một người một năm. Tại kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đã thực hiện các nội dung kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh với số phiếu đồng ý 100%.
đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với số phiếu đồng ý 100%. Lần đầu tiên, Vĩnh Phúc phải đối diện với chủng virus hoàn toàn mới có tốc độ lây lan nhanh, 11 ca dương tính với COVID-19. Những thông tin về chủng virus, hướng dẫn phác đồ điều trị không có, những quyết định chưa có tiền lệ nhanh chóng được triển khai. Lần đầu tiên, một bệnh viện dã chiến được thành lập và hoàn thành trong một đêm. Và cũng lần đầu tiên, một địa phương là xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên phải thực hiện cách ly cộng đồng. Với tinh thần Vĩnh Phúc vì cả nước, với sự vào cuộc nhanh chóng, sự chỉ đạo quyết liệt, cả hệ thống chính trị và nhân dân đã kiên cường khống chế thành công và đẩy lùi dịch COVID-19. Lần đầu tiên trong cả nước, một bệnh viện tuyến cơ sở đã điều trị khỏi bệnh COVID-19. Kinh nghiệm của Vĩnh Phúc đã trở thành mô hình để các địa phương trong cả nước nghiên cứu, vận dụng trong việc phòng chống COVID-19. Với kết cấu hạ tầng đồng bộ và những chính sách đột phá trong thu hút đầu tư, năm 2020, thu hút đầu tư của Vĩnh Phúc vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, vốn FDI đạt trên 666 triệu đô la Mỹ, vượt trên 21% so với kế hoạch. Vốn DDI đạt trên 7.460 tỷ đồng, vượt trên 35% so với kế hoạch. Đặc biệt trong năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN, Vĩnh Phúc vinh dự là địa phương duy nhất của Việt Nam được chính phủ chọn khởi động mạng lưới logistics thông minh ASEAN với dự án đầu tiên là trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc đã quyết định chủ trương đầu tư dự án với tổng vốn đầu tư lên đến gần 200 triệu đô la Mỹ do tập đoàn TNT Việt Nam và tập đoàn ICS Singapore làm chủ đầu tư. Trong chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam, Vĩnh Phúc tiếp tục vinh dự là một trong những địa phương được chính phủ chọn trao giấy chứng nhận đầu tư dự án 100 triệu đô la Mỹ, 100% vốn đầu tư Nhật Bản do công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam làm chủ đầu tư. Trong năm, nhiều công trình trọng điểm về an sinh xã hội, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 được khánh thành. Trường Trung học Phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Giang, Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và nội trú, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 đã tôn vinh 30 tập thể, 40 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Tại đại hội, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao huân chương lao động hạng 3 cho nhân dân và cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trao huân chương lao động hạng 3 cho đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Với quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, người dân phải được hưởng thành quả của phát triển. Năm 2020, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế chính sách đột phá, đảm bảo an sinh xã hội. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết 12 về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025. Định hướng đến năm 2030, nghị quyết số 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 với mức hỗ trợ 6 triệu đồng một ca hỏa táng. Thực hiện nghị quyết 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư. Hết năm 2020, tỉnh đã hỗ trợ trên 500 tỷ đồng để nhân dân các địa phương cùng chung sức xây dựng được trên 750 km cống rãnh thoát nước, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2020, Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì trong top đầu cả nước về chất lượng giáo dục đào tạo với 99,5% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Chất lượng điểm trung bình cấp môn thi đứng thứ 5 toàn quốc. Toàn tỉnh có 81 trên 90 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, Vĩnh Phúc có một học sinh giành huy chương đồng Olympic toán quốc tế.
Ngày 14 tháng 1 năm 2020, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định số 176 về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Như vậy là cùng với tín ngưỡng thờ Hùng Vương, tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh, tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên là ba tín ngưỡng cổ nhất vùng Bắc Bộ. Tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên không chỉ là tín ngưỡng của một địa phương, của một vùng mà là tín ngưỡng mang tính quốc gia. 10 sự kiện nổi bật vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Ngay sau chương trình này sẽ là chương trình dấu ấn 2020. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị buổi tối cuối năm nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.